mặt thôi. Hà Thần xin mạn phép. Suốt mấy năm qua cho nên trong lòng của Hà Thần không lúc nào dấy đi thương nhớ, cho nên tiếng đàn có phần nào nùng làm mất nhã hứng của nương nương. Hà Thần xin tha thứ tội. Coi kìa, coi kìa, ai
gian nhẫn tôi. Ta đã làm gì mà khiến giặc khách sáu bảy với ta? Bá ốc khảo, đi những ngón tay thon thả ngọc ngà, người hãy cầm lấy mà chỉ ta cho tường tận. Chúng ta ngày trước hay sao? Ba ấp khẩu, ba ấp khẩu, ngày nào đưa chung bóng dài kia thì quanh yên chi bị nổi đà. Chuyện ngày xưa xin nương nương hãy coi nó như một cơn gió thoảng qua. Tôi mong người đừng nhắc mà thêm hận tôi. Nhưng nếu người còn niệm chút duyên xưa, phụ thân không thể nào chịu được. Cầu mong nương nương hãy cứu giúp cho phụ thân hạ thần sớm được hồi quý cô hồn. Coi kìa, người đứng lên đi, người đứng lên đi. Trời, người quả là một hiếu tử. Ta hứa là sẽ giúp cho chàng mà. Ta sẽ giúp cho chàng. Nhưng mà chỉ với một điều kiện. Nương nương, một điều kiện thôi. Đó là xưa đôi mình sẽ chia, nay chúng về ta vui đua hoa. Hương ngàn tình ngất ngây thơ, khiến tâm hồn chưa buông tàn sao.
vì quyền ân ái thì phụ tử tương thân ta. Đặc tỷ, đặc tỷ. Không trọn thủy chung, tiên nhân buồn đời đặt nên. Thứ chiều quân máu nên là gương sáng cho chư hầu. Sai lầm một khăn xù tí cô dành thẹn nhân chậm hò chê cười. Xin người gắng nghĩ cùng suy để tâm suy cuộn tiên tấu hồn ta sự tanh lưu truyền. Người đã quên ta là ai rồi à? Hoàng hậu. Chẳng say đắc kỷ là kẻ lòng lang dạ sói, làm cho hôn quân đắm say tử sắc, lễ nhạc bác hoại, đạo đức suy đồi mà. Ngươi đừng nhắc đến lời tiên tri ấy nữa, vì quẻ bói tiên thiên khiến cho ta bao nhiêu bất hạnh. Từ nhỏ ta đã làm sai và phụ thân chẳng thương yêu. Chủ dương ghép tân cung sách để ta nào đâu có tội, mà một lũ nam dân chống đối một mình ta. Vào đôi cung hoàng ta hãy còn ngây thơ, ta không hại người, sao người lại muốn hại
Em sẽ lấy là đăng ký của ngày xưa. Ba ông không, chàng hãy nhìn em, chàng nhìn em đi. Chàng vẫn còn yêu em, chàng vẫn còn yêu em của mày không? Hãy đưa em rời khỏi nơi đây.
cửa dĩ hồ có đến chín mạng sông. Ta chỉ cược một mạng của mình để biết được bộ mặt của kẻ mà mình. Sao? Người không phải là Đắc Kế mà là hồ ly yêu mị, là loài yêu quái giết người không đơn tay, là loài yêu quái giết người không đơn tay. Ta sẽ giết mi, ta sẽ giết mi. Trường quà hay nhất là Đắc Kỷ, Đắc Kỷ. Vẫn có câu hổ giữa không.